Chào các bác nhá. Rất là vui khi gặp lại các bác trong cái video giới thiệu về sản phẩm bên phụ kiện ngành ong. Chào mừng các bác đến với lại shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh, trại ong Tân Ánh các bác nhá. Hôm nay là tôi mới nhập được cái lô hàng thùng nuôi ong gỗ gạo lâm rất là đẹp, giới thiệu với các bác nhé. Thì cái này là các bác thông cảm là tại vì nhu cầu mua sắm, nhu cầu mà nuôi ong của các bác bây giờ cũng rất là nhiều. Một xưởng mà shop đặt thì nhiều khi là cũng không cung cấp kịp, là số cũng phải nhập từ nhiều xưởng, và mỗi một xưởng thì mỗi một thợ đóng nó cũng hơi khác nhau một chút. Và đặc biệt đấy là mỗi một lô hàng ấy thì nó phụ thuộc vào từng cái lô gỗ. Có lô gỗ thì nó không được đẹp lắm về màu sắc, có lô gỗ thì nó đẹp hơn. Thì cái này là có một cái lô hàng mà mấy chục cái ấy. Đây này các bác xem này, cả trên xe vẫn còn đây đấy. Thì tôi mới nhập được khoảng gần trăm cái lô hàng gọi là gỗ gạo ngâm. Màu sắc rất là đẹp, tại vì cái này nó được phơi đạt nắng, được nắng các bác nhé. Đấy, nó rất là đẹp. Thì đây tôi sẽ cho các bác xem cụ thể một cái này. Đây. Cái này nhiều khi cái tấm đáy luôn ấy. Đây là anh thợ phụ anh ấy làm, anh ấy không tiết kiệm. Anh lấy luôn cả miếng bán liền anh làm luôn cái đáy. Thế còn bình thường thì người ta sẽ ghép cái đáy thành khoảng 2 miếng hoặc 3 miếng. Thì cái chuyện bán đáy ghép hay không ghép thì không quan trọng các bác nhé. Không quan trọng. Cái quan trọng là cái kết cấu của cái thùng như thế nào. Bây giờ vấn đề thôi. Đây. Kết cấu thùng như nào để cho các bác xem này. Đấy. Một số thùng các bác nhé. Là cái tấm đáy này cũng bằng ván liền luôn đấy. Đấy, bằng ván liền hết luôn đấy. Còn một số thùng thì là sẽ là bằng ván ghép. Đấy. Đấy. Như cái này này. Đây mình sẽ ghép 3 miếng vào nhau này. Cơ bản là như vậy. Thì tôi sẽ giới thiệu cái này đi. Rồi các bác nào mà nhận được hàng mà được cái tấm đáy liền ấy thì càng tốt, còn không thì không sao. Đây các bác quan sát này. Toàn bộ là gỗ gạo 100%. Ngâm hơi được nắng, màu nó rất là đẹp. Khi nó xẻ thì nó xẻ đậu khoảng phân 9 hay phân. Nhưng mà khi bào gọt đi thì nó sẽ còn ở khoảng phân 7 phân 8 các bác nhé. Cái độ dày này là ok rồi. Đây. Rất là đẹp. Đó. Phía trong này buông bắn. Nói chung là toàn bộ là bán một tấm hết các bác nhé. Một tấm hết. Rồi. Giới thiệu với các bác về cái lô mà tôi mới nhập được đây. Gỗ gạo rất là đẹp. Cửa sổ là cửa sổ theo kiểu rạch rãnh nhé các bác nhé. Rạch rãnh và có cái ô kéo này. Rồi. Cái này thì nhiều khi nó hơi chặt thì các bác gõ một chút là được. Đó. Các bác nhìn cơ bản thùng rất là ưng ý, đẹp. Bắt từ trước này. Đấy. Đấy, các bác quan sát đi. Cơ bản là gần như rất là đều nhau đấy. Thế còn về ván ngăn nhé. Ván ngăn đợt này ấy, thì là toàn bộ là bằng ván liền. Ván liền hết đây này các bác này. Ván liền. Cái này là cái gỗ sung. Toàn bộ ván liền gỗ sung luôn. Đấy. Ván liền gỗ sung các bác nhé. Thế đây là bán hàng, là bán hàng trên video thực tế, đâm ra là nhiều khi là hàng nó về như thế nào thì sẽ giới thiệu với các bác cụ thể như vậy. Ví dụ như cái này ấy, là anh thợ anh còn quên không đóng cái đỡ cầu này, anh em tôi đang phải bổ sung thêm cái đỡ cầu cho các bác đấy. Thế đây là cái hàng mới nhập về đấy, đây các bác xem này. Gỗ dày dặn này, chắc chắn, bán một tấm hết, màu đẹp. Nói chung là cái lô hàng này ngâm tốt, còn tốt. Đây này các bác nhé, nhiều khi là phía trước này này, cái mi phía trước này nó thiếu một ít cái bọng, thiếu một chút cái mi để cho ong nó bọng ấy, thì nhiều khi nó tạo thêm một cái miếng này vào thì không ảnh hưởng gì các bác nhé. Thế đâm ra là nhiều khi là mỗi thùng nó một quy cách khác nhau, có thêm miếng này nó không ảnh hưởng gì hết. Đâm ra các bác là không thắc mắc nhiều nhé. Đấy, tùy từng cái, có một cái số cái nó đủ luôn. Đây. Thì về thùng này thì là mỗi một thùng khi các bác mua ấy nó sẽ có tặng các bác một cái bán ngăn này, tặng bán ngăn này. Thế còn về cầu ấy thì các bác mua thì các bác phải mua thêm cầu thì các bác lấy thêm cầu nhé, lên shop cũng có luôn. Thế ngoài ra thì các bác nào có nhu cầu mà lên thùng kế, đây này thùng ong kế thì shop cũng có cho các bác luôn. Đây là thùng kế này. Đấy, thùng kế. Đối với cái thùng kế này thì nó sẽ cao có 18 phân thôi nhé các bác nhé. Cao 18 phân. Đấy. Các bác sẽ lấy cái lắp ở dưới các bác chụp bên trên và thả cầu trong này. Các bác có nhu cầu về cầu kế thì cũng liên hệ luôn. Shop có cả thùng kế và cầu kế cho các bác nhé. Có đủ cả thùng kế và cầu kế luôn đấy.
Các bác có nhu cầu lấy thêm cầu ong nhé, cầu ong, cầu bình thường hoặc là cầu kế này. Đối với cầu kế thì nó sẽ cao có 18 phân thôi, thế còn dài nó vẫn là dài 42 phân. Thế còn cầu này là cầu ong truyền thống đây, chuyên cho ong nội đây. Các bác quan sát này, nói chung là xưởng thợ làm rất là kỹ, có chà nhẫn hết được các bác luôn, chà nhẫn hớn luôn, thẳng ngay ngắn, có xẻ rãnh để các bác cắm cái chân tầng vào đây cho nó dễ làm nhé. Đây, hàng có xẻ rãnh, hàng có bào nhẫn. Thì nói chung là tất cả các loại vật tư phụ kiện nuôi ong và thùng quay mật này các bác thấy này. Nói chung là rất là nhiều, các bác cần món gì thì liên hệ ủng hộ shop nhé. Ủng hộ shop cảm ơn các bác đã quan tâm ủng hộ shop nhiệt tình. Thùng ong, cầu ong, mọi thông tin thì các bác liên hệ trực tiếp với số điện thoại của tôi ghi trên màn hình nhé. Rồi xin được kết thúc video tại đây, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong video sau. Chúc các bác sức khỏe, thành công và hạnh phúc nhé.